81 Quân Thị Thiến các bạn nhá. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn chiếc Cadillac Escalade đời 2021, chiếc SUV, chiếc khủng long Mỹ cực kỳ to đến từ nước Mỹ các bạn nhá. Đây các bạn này, chiêm ngưỡng chiếc Cadillac Escalade đời 2021 này, mới nhất và đầu tiên tại Việt Nam luôn. Chúng ta sẽ thấy này, đèn pha LED mới, thiết kế liền khối với cụm lưới tản nhiệt mới. Chiếc này thì phong cách sport với lưới tản nhiệt dạng ma trận này, đèn LED định vị ở phía dưới đặt dọc các bạn nhá, và phần đầu xe thiết kế cực kỳ hầm hố luôn. Chiếc này dùng động cơ 3.0 lít máy dầu, 277 mã lực và 623 Nm, hộp số là hộp số 10 cấp. Bộ mâm là bộ mâm 22 inch các bạn nhé, lốp 275/50, lốp của Bridgestone. Có bậc lên xuống gắn cố định hai bên, camera trong hệ thống camera 360 độ gắn tại cái gương chiếu hậu này. Và đây là cái phần đuôi, nó cũng được thiết kế cực kỳ vuông vức. Đây các bạn nhìn không? Dài khoảng gần 5.7 m, thế nên nó cực kỳ là dài luôn. Phần đuôi thiết kế vuông vức với giải đèn LED này các bạn này, giải đèn LED cực kỳ ấn tượng với các bạn nhờ. Đó, giải LED các bạn nhìn sau là nhận ra ngay Cadillac Escalade luôn. Vào khoang cabin xem có cái gì đặc biệt nào. Wow, cửa mở rất là nặng các bạn ạ. Nói là nó cực kỳ phong cách luôn. Bọc da này, ốp gỗ bóng này, nhớ hai vị trí này, chỉnh điện đa hướng này, ghế ngồi thiết kế thể thao các bạn nhá, cực kỳ thể thao luôn. Và có đục lỗ thông hơi này, có cả cái màng loa tại tựa đầu các bạn này. Chất nhờ, có màn hình phía sau vô lăng, phản hình phía sau tựa lưng hàng ghế trước các bạn nhá. Và có cửa sổ trời toàn cảnh này. Phía sau vô lăng các bạn nhìn thấy gì chưa? Đời mới nhất của Cadillac Escalade được trang bị cụm màn hình 38 inch dùng công nghệ OLED. Ở đây là hơn 7 inch này, hơn 14 inch phía sau vô lăng này. Và hơn 16 inch cụm công nghệ giải trí các bạn nhé. Đây các bạn này, mình sẽ lên cho các bạn xem. Đây các bạn nhé, hơn 16 inch tại đây, hơn 14 inch tại đây. Và hơn 7 inch tại đây, cộng lại nó thành 38 inch các bạn ạ. Cần số mới trên Cadillac Escalade đời 2021 nó không còn cái lẫy chuyển số phía sau vô lăng nữa, mà nó dùng cái cần số riêng biệt rồi. Vô lăng bọc da ốp gỗ này, có lẫy chuyển số thể thao này. Đó, có hiển thị camera ở trên cái này các bạn này. Camera ở trên cái gương chiếu hậu quen thuộc nhá, cái cụm ở phía sau đấy các bạn nhìn chất nhờ. Đó, chiếc Vespa của mình này. Hệ thống loa là hệ thống loa 19 loa của AKG. Ghế thiết kế thể thao. Đây là hàng ghế thứ xa 2 này các bạn này. Đó, hai ghế ngồi riêng biệt ở hàng 2 và cái không gian rộng lớn hàng 3. Có màn hình giải trí gắn tại tựa lưng hàng ghế trước. Đó là những cái gì mình muốn giới thiệu các bạn về chiếc Cadillac